hạnh phúc nhiều duyên, trong túi nhiều tiền, tâm hồn vui sướng. Chúc mừng năm mới. Mình có thể nâng ly một lần nữa để chúc mừng năm mới được không ạ? À? Mọi người cùng nâng ly nha. Tới 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. chương trình ca nhạc mừng xuân kỷ hợi 2019 của hội đám gia ấy hưởng ứng ngày này của quý vị. Mấy chú chị ăn đi. Hội cho hội em mà còn ủng hộ luôn cho chương trình hổ mắt do anh Kiều thực hiện nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, trở lại chương trình ca nhạc thì hồi nãy quý vị nghe người con trai Hữu Tấn, con của một ca sĩ có danh là nữ hoàng dân ca Việt Nam Đông Đào, thì hồi nãy đã tặng cho mẹ những bài hát hay ơi là hay, cảm động ơi là cảm động. Bây giờ mời mẹ lên hát tặng lại cho mẹ. Ruộng răng tôm tươi bao đời người ta cũng lớn, giữa nó quê mình đó là miền Tây quê tôi. Bây giờ Đông Đào xin hỏi là tất cả những anh chị cô bác ở đây là ai, là người miền Tây? Đưa tay lên. Và nên bây giờ thì Đông Đào muốn gửi đến những giai điệu mùa xuân cho tất cả quý vị đồng hương An Hữu An Giang, một bài hát của nhạc sĩ Minh bài hát mà hát nhiều đến quên nhạc sĩ luôn. Bài hát được mang tên Tâm Sự Nàng Xuân. Ông đang xuống đèn áo tây.
xanh xanh, nghe trong tim tràn đầy yêu anh. Rồi sau khi cưới anh sẽ cùng em đi xa, hai đứa mình vui chẳng vận động đã. Nhà đơn vì anh bên suối chẳng hoa đã xuyên, trái mây cũng có đi xin cùng bọn mình. Trái mây cũng có đi xin cùng bọn mình. Trái mây cũng có đi xin cùng bọn mình. Dê của bọn.